Dự án điện ảnh Âm Dương Sư do Triệu Hữu Đình, Đặng Luân đồng đóng vai nam chính vừa hé lộ thông tin đã đóng máy. Dự án này do nhà văn trẻ tuổi Quách Kính Minh làm sản xuất. Âm Dương Sư gồm hai phần là Tình Nhã Tập và Lang Dạ Khúc. Với phần đầu Tình Nhã Tập, nội dung bắt đầu với tình tiết Tình Minh nhận di mệnh của sư phụ và phải tham gia vào Tế Thiên Đại Điển. Tiếp đến, Tình Minh giao đấu với Bác Nhã rồi kết giao với người này vì cảm thấy có nhiều điểm tương đồng. Từ đối thủ trở thành bạn bè, sau đó từ bạn bè biến thành cộng sự, mối quan hệ giữa Tình Minh Bác Nhã phát triển theo con đường như thế. Trong đó, Triệu Hữu Đình đóng vai Tinh Minh, còn Đặng Luân thì đóng vai Bác Nhã. Tạo hình của Triệu Hữu Đình, Đặng Luân tạo ấn tượng trái ngược với hai tông màu đen trắng đối lập nhau. Ngoài cặp đôi soái ca đình đám này, Âm Dương Sư còn gây chú ý vì có Vương Tử Văn góp mặt. Tuy danh tiếng không thuộc hàng hạng A như Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng về nhan sắc, Vương Tử Văn chẳng hề kém cạnh ai. Ở dự án Âm Dương Sư, Vương Tử Văn đóng vai công chúa. Tạo hình của cô được đánh giá là khá đẹp mắt khi sử dụng tông đỏ nổi bật. Vương Tử Văn sinh năm 1987 tại Tứ Xuyên, Thành Đô. Cô là diễn viên người mẫu quen mặt ở Trung Quốc. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Vương Tử Văn còn có gia thế khá tốt. Cha của cô là giáo viên thanh nhạc ở Đại học Sư phạm Tứ Xuyên. Ông đồng thời cũng là giám đốc của Hội Guitar Trung Quốc. Ông nội của cô cũng là giáo sư có tiếng ở trường đại học. Từ khi còn nhỏ, Vương Tử Văn đã được cho đi học khiêu vũ. Cô cũng thi tuyển vào Học viện Hí kịch Trung ương. Đến năm 2003, dù chỉ mới 16 tuổi nhưng Vương Tử Văn đã gia nhập công ty âm nhạc của ca sĩ nổi tiếng Hoàng Cách Tuyển. Năm 2012, Vương Tử Văn có bước tiến mạnh mẽ khi đóng phim Nạn đói 1942 của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Tiếp đến, cô còn hợp tác với Châu Tấn, Lương Triều Vĩ trong Đại Ma Thuật Sư. Nhờ có khiếu diễn xuất, Vương Tử Văn đã gây ấn tượng tốt với khán giả. Phim Vì sao Đông ấm, Vì sao Hạ mát cô tham gia được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của Cố Tây Tước, một tác giả nổi tiếng của dòng tiểu thuyết ngôn tình. Chuyện phim xoay quanh Giản An Kiệt, một tiểu thư nhà giàu nhưng gia đình không yên ấm vì cha cô ngoại tình. Sống chung với mẹ kế mưu mô ích kỷ, Giản An Kiệt phải chịu nhiều tổn thương và hiểu lầm, trải qua 12 năm thanh xuân buồn tẻ đến trưởng thành trong cô tịch. Trước đó, nữ diễn viên Vương Tử Văn từng đảm nhận những vai diễn khác nhau như Hứa Hủ, thiên tài tâm lý học ngốc nghếch trong Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu, Khúc Tiêu Tiêu tinh quái nghịch ngợm trong Hoan Lạc Tụng. Nhưng dù diễn xuất phong phú, thì màu sắc của Giản An Kiệt cô tịch đầy mạnh mẽ cũng là một thách thức đối với Vương Tử Văn. Bên cạnh đó, ngoại hình thấp bé của cô cũng khiến khán giả từng lo ngại khi có phần khác nguyên tác. Thế nhưng xét về mặt diễn xuất, Vương Tử Văn được khán giả đánh giá cao và cô cũng là một trong những diễn viên thực lực hiện nay tại Trung Quốc. Vì sao Đông ấm, Vì sao Hạ mát cũng đánh dấu sự trở lại hợp tác của Vương Tử Văn và Giả Nãi Lượng sau bộ phim truyền hình Sinh Tử Kiều. Gần 10 năm gặp lại, Giả Nãi Lượng ngỏ lời khen ngợi Vương Tử Văn xinh đẹp và diễn xuất tốt hơn. Kể từ khi phim Hoan Lạc Tụng trở nên nổi tiếng, những vai diễn sau này của Vương Tử Văn luôn khiến mọi người nghĩ đến sự tương đồng và khác biệt với Khúc Tiêu Tiêu. Và vai Giản An Kiệt trong Vì sao Đông ấm, Vì sao Hạ mát cũng không ngoại lệ. Vương Tử Văn giải thích rằng hai vai diễn hoàn toàn khác nhau. Cô chưa bao giờ đóng vai nào như Giả An Kiệt, vì vậy từng không có nhiều sự tự tin lúc mới nhập vai. Tuy nhiên, trước khi phim ra mắt, Giả Nãi Lượng khẳng định, từ Tiêu Tiêu đến An Kiệt, khán giả sẽ thấy diễn xuất của Vương Tử Văn có sự khác biệt rất lớn. Vương Tử Văn thừa thắng xốc tới với vai chính trong Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu đứng đầu với rating khán giả và đạt 100 triệu lượt xem trực tuyến chỉ sau 14 tiếng phát sóng. Nhờ bộ phim này, Vương Tử Văn đã giành được giải thưởng nữ diễn viên truyền hình có sự ảnh hưởng nhất của Tencent QQ Star Awards. Năm 2017, Vương Tử Văn giành được giải ngôi sao thăng tiến hàng năm tại lễ trao giải phim truyền hình Trung Quốc cho vai diễn trong phim Hoan Lạc Tụng. Các phim truyền hình khác của Vương Tử Văn còn có Hoan Lạc Tụng 2, Tạm Biệt, Las Vegas, Thái Cổ Thần Vương, Bác sĩ Nhi Khoa Tài Ba. Ngoài ra, Vương Tử Văn còn diễn xuất trong nhiều phim điện ảnh tiếng tăm. Đời sống tình cảm của Vương Tử Văn. Cũng kể từ Hoan Lạc Tụng ăn khách, đời sống tình cảm của Vương Tử Văn đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Sau nhiều lần đồn đoán, báo chí cho rằng Vương Tử Văn đã kết hôn với một doanh nhân. Cuộc sống của họ rất kín đáo, thế nên dù tham gia nhiều phim, nhưng Vương Tử Văn hiếm khi say nắng đồng nghiệp nam. Cũng có lúc, người ta cho rằng chồng của Vương Tử Văn hơn cô 8 tuổi và cũng là một diễn viên nhưng hiếm khi được chú ý. Nam diễn viên Vương Khải từng đóng chung với Vương Tử Văn trong một bộ phim tình cảm, cũng nhiều lần bị phỏng vấn về chuyện có phim giả tình thật với cô hay không. Trước các tin đồn, Vương Tử Văn giữ thái độ bình thản không nói qua nói lại. Mới đây trong một chương trình truyền hình, Vương Tử Văn nói rằng hôn nhân không hẳn là đích đến cần phải đạt được trong tình yêu,
May mắn thay, hạnh phúc không chỉ là một cuộc hôn nhân mà có thể bạn bị ép buộc. Thật tuyệt vời khi hai người thực sự yêu nhau, nhưng hãy mạnh dạn theo đuổi cuộc sống theo cách mà mình mong muốn. Cô nàng 8X này còn là một tay cuồng game chính hiệu, không chỉ dừng lại ở việc chơi game để giải trí. Vào năm 2016, nữ minh tinh đã tham gia giải đấu Showmatch Liên minh huyền thoại cùng với nhiều tuyển thủ nổi tiếng như Uzi, Def và nam minh tinh Châu Kiệt Luân.